Kính thưa vị, Quốc hội Pháp sắp bỏ phiếu thông qua luật hôn nhân đồng tính lần cuối cùng, tin từ Paris. Hứa hẹn đầy màu hồng sẽ đưa đảng xã hội Pháp lên cầm quyền từ năm ngoái, nhưng lời hứa hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính của Tổng thống François Hollande đã chia rẽ nước Pháp, hàng ngàn người liên tiếp xuống đường trong các tháng qua. Quốc hội Pháp sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật lần cuối cùng vào ngày mai. Theo kết quả các cuộc thăm dò, đa số dân chúng Pháp ủng hộ dự luật, nhưng phía chống đối ngày càng tỏ ra quyết liệt hơn. Đã có khoảng 350.000 người đã xuống đường trong ngày 13 tháng Giêng vừa qua và các cuộc biểu tình được Giáo hội Công giáo, các nhóm tôn giáo khác và thành phần bảo thủ ủng hộ đã liên tục được diễn ra. Trong các tuần gần đây, các tổ chức đồng tính nam, nữ và lưỡng tính đã bày tỏ lo ngại trước luận điệu chống đối ngày càng quá khích. Nhóm SOS Homophobia cho biết rằng tranh cãi đã đi đôi với các vụ tấn công người đồng tính. Trong các đầu tháng này, anh Wilfred de Bruin là một thanh niên của Hà Lan đã đưa lên Facebook một khuôn mặt bị đánh tơi tả của anh ta. Vào ngày 17 tháng này là một quán rượu đồng tính ở Lille đã bị tấn công. Nhiều cuộc biểu tình trước quốc hội mới đây, người biểu tình chống đồng tính đã ném đá, chai lọ vào cảnh sát và đập phá nhiều chiếc xe. Nhưng những người tổ chức biểu tình thuộc phong trào bảo vệ mọi người cho biết rằng các cuộc biểu tình của họ không có bị xe đốt, không có cửa kính bị đập, không có cảnh sát bị thương. Và vào ngày mai, chắc chắn quốc hội sẽ thông qua dự luật, nhưng những người tổ chức biểu tình chống tuyên bố họ sẽ tiếp tục xuống đường, thưa quý vị.